Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Kính chào quý vị, trong cái chương trình Y khoa và Đời sống hôm nay, kính mời bác sĩ gửi lời chào khán giả. Dạ, xin chào tất cả thính giả của đài và xin kính chào giáo sư. Kính thưa bác sĩ, sáng nay có một ông gọi là ông Tú, ông đến ông ấy nói rằng là ông bị cái bệnh thứ nhất là mất ngủ, thứ nhì ăn không tiêu và cái thứ ba là đầu gối bây giờ nó sưng. Thì thưa bác sĩ là sao? Cái vấn đề tôi nói bị biết cái vấn đề ăn không tiêu mà khó ngủ đó là một trong những vấn đề mà khó ngủ do bao tử. Oh. Nhiều người ít biết lắm. Bao tử nó đầy hơi, đưa hơi lên ách này, ách ngang ngang chân thủy này, nó mệt làm chúng ta cảm thấy cái hơi nó mệt, phải ngồi dậy vuốt ở một cái ốp đó. Oh. Là xong đó là nên cái hơi nó đi xong mới nằm xuống ngủ được. Vâng. Đó mà ăn không tiêu cũng là do bao tử luôn nha quý vị nha. Ăn không tiêu do bao tử nó yếu, bộ tiêu hóa nó yếu, nó không tiêu hóa tốt. Nên tôi nghĩ cái triệu chứng này ngủ không được thì do bao tử, thì giải quyết cái bao tử đi. Cái nhất nó sẽ làm chúng ta tiêu hóa tốt. Vâng. Ăn uống ngon miệng, biết đói bụng, không ở hơi, không đầy hơi, nhất là hơi thở nó không có hôi, và nó giúp chúng ta ngủ được. Bây giờ cứ uống trước một cái bao tử chai 45 chúng tôi đã, 45 quý vị nha, chắc chắn bao tử quý vị nó sẽ không còn đầy hơi ở hơi. Và vấn đề khó ngủ quý vị nó cũng ảnh hưởng như bao tử. Mà đừng uống nhiều, một loại đủ rồi. Vâng. Và cái thứ hai, đầu gối nó sưng. Về mùa đông này tôi nói rất nhiều về những sản phẩm nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Như cái đầu gối nó sưng, quý vị nó sưng, Việt Nam mà gọi là bệnh đầu voi. Oh. Sưng phồng này, có nhiều người sưng phồng này. Vâng. Thì cái đi vào bác sĩ hay rút nước ra, nửa tháng rút một lần. Rút hoài quý vị biết cái đầu gối bị thế nào quý vị biết liền. Tôi không dám nói, nhưng mà kinh nghiệm như người bạn tôi lúc bên Việt Nam vậy, rút riết là coi như cái đầu gối nó không được khỏe lắm. Tôi chỉ nói không được khỏe lắm thôi, còn quý vị muốn hiểu sao vì hiểu có thể hơn thế nữa. Yeah. Nhưng mà cái việc khỏi còn phải rút nước, khỏi còn gì cả, chai số 1 Hydratamo của chúng tôi nó sẽ giúp quý vị. Vâng. Giúp quý vị cái nhất là nó làm cho cái đầu gối nó khỏe lại, nó làm cho khỏi là không còn nước trong đầu gối sưng nhiều nữa. Ừ. Và nó giúp cho đầu gối chúng ta trở lại bình thường, vấn đề đi đứng thoải mái hơn, và chúng ta có cơ hội bớt khỏi những cái chích và một cái mổ đầu gối. Oh. Quý vị cứ uống cho tôi thời gian, cái này cái gì này không phải dễ để giải quyết đâu quý vị ơi. Cái dược thảo mà giải quyết cho cái vụ này không phải dễ đâu, nhưng mà để tôi nói cho bị tin bị uống, nó bị cứ uống cho tôi khoảng 5-6 chai, bị thấy ở lại, vì muốn 5-6 chai cho tôi biết nha. Cái đầu gối tôi coi trước khi tôi bán quý vị 5-6 chai, vì tôi không bớt, mà tôi không bớt thật, tôi nhìn thấy không bớt thật thì tôi trả tiền quý vị thôi. Phải cho tôi biết, có nhiều người mua uống, tôi đau nhất mà không nói gì cả, mua đã đâu, cầm tới đưa, là cái đó tôi không giải quyết. Tôi nói là đây, tôi nói hoài nha, nhiều người nói tôi không nghe, là nó lỗ quý vị. Tôi giải quyết khi nào tôi coi thấy quý vị tình trạng bị tôi khiêng nên uống 5-6 chai, và tôi thấy rõ ràng bệnh viện gọi là khám trước khi uống đó, thấy bị cái đầu gối bị sưng nhiều quá, uống thử 5-6 chai chắc chắn có kết quả cho quý vị thấy thuyên giảm. Không ai hiểu rõ sức khỏe cho của vị bằng quý vị cả. Chính xác. Đó vì thấy nó khỏe, nó mạnh, uống tiếp. Bởi vì nó lại thấy tôi thấy tình trạng không khá nữa, thì tôi sorry quý vị, tôi trả tiền quý vị nha. Cái chuyện để cho quý vị tin tưởng quý vị uống. Mà thật sự ra không có một người nào bán dược thảo dám nói với tôi. Nhiều cách mấy tuần trước tôi có nói uống không hết cùm len đó, tôi lấy của công ty Mỹ tôi bán, vì cùm len công ty Mỹ đó, tôi đâu có làm nó đâu. Những người đó không có trách nhiệm, không có lương tâm, có trách nhiệm để bán một sản phẩm nào ta biết là sản phẩm đó nó, chúng ta phải search trước, work cho khách hàng chúng ta, bán mấy trăm đồng cái đó gì đâu mà nói một cách như là vô trách nhiệm. Tôi lấy của Mỹ tôi bán, Mỹ hay lắm sao, vì nghĩ Mỹ hay lắm nên lấy của Mỹ tôi bán. Bây giờ cùng lên công ty Mỹ tôi không biết, lấy tiền rồi chuẩn bị lấy tiền bỏ túi rồi, vì nói không biết là sao. Chuyện tôi nghe nó chứng tôi tài lắm, không phải của tôi nhưng tôi phải nói thôi. Nên quý vị tôi nói chị đó, tại sao chị không hỏi họ một hai trang hết trả tiền tôi không? Em có nói, nhưng mà ông nói y như rồi. Tôi nói thôi đi. Mà chị có nói là cái này đợt này hết thôi, em lỡ mua muốn hết em không mua nữa. Mua bất cứ người nào cứ hỏi họ, không kết quả trong một hai chai đầu, có thanh toán tiền tôi không? Tôi bày quý vị nha. Tôi bày quý vị mà tôi bị chửi tơ bời hết quý vị. Thật sự mà nói, bị gọi vô nói, cái này vừa rồi cũng có một người gọi vô mà tôi đều cái chữ quậy phá, nên gọi vô thấy quậy phá liền tôi không còn trả lời, những không hơi đâu mà trả lời những người đó. Gọi vô bắt mình gọi chắc chắn bị chửi rồi, thấy chữ quậy phá tôi rồi, cho mày gọi luôn thoải mái để đó. Tôi vẫn bị đánh, vì sao? Vì tôi có những cái lời binh vực cho quý vị nên tôi bị không sao cả. Tôi làm đúng lương tâm vị thầy thuốc, không sao quý vị nha.
những gì tôi nói với vị, sản phẩm của tôi quốc quý vị, quốc không quốc tôi trả tiền phê công bằng, chẳng sợ người nào phải đánh phá tôi, cứ đánh gì họ ghen họ tức tôi thôi, chứ còn nếu mà để cạnh tranh tôi thì cứ nói với tôi đi, không hết tôi trả tiền. Nói như tôi nói hai trái, vì nó một trái cạnh tranh tôi, trái đầu tiên không hết tôi trả tiền, đó là cạnh tranh tôi đúng, còn không thì cứ làm với tôi. Thưa bác sĩ, lại có một bà nữa đi tội nghiệp, bà có bà má bây giờ đang coma nằm ở nhà thương mà vẫn bị cái bệnh giời leo. Thế bây giờ coma cái gì giời leo? Cái chuyện mình nằm bệnh viện thì tôi thật sự nói cho viện tôi không dám đụng vô. Nằm bệnh viện rồi thì để cho bệnh viện lo đi, cái này về nhà này thì dẫn tới gặp tôi, cái gì tôi giúp được gì tôi giúp, còn nằm trong bệnh viện để bệnh viện lo, cái gì mất công họ đổ thừa. Dạ. Thật ra thì bà nói là ở nursing home thưa bác sĩ, chứ không phải là bệnh viện. Nursing home thì về cho tôi thấy nha, tôi có thể giải quyết được, giải quyết. Còn nursing home thì khi nặng quá là uống tùm lum tùm lá thuốc tây là khi đưa họ uống đúng mất công, tốn tiền tội nghiệp. Lỡ vô nursing home cứ đi theo đó đi. Vâng. Có bảo hiểm, có mê kêu trả cho quý vị rồi. Vì không trả đồng nào cả nên đừng có lo vụ tiền bạc nữa. Cứ đi theo đó đi. Thôi những gì nặng quá quý vị xin cho tôi get away một tí. Đúng. Thưa bác sĩ, cái bây giờ lùng mà sao đã coma rồi mà vẫn bị giời leo? Còn bị chứ, mà thì tạng phủ vẫn còn làm việc. Vẫn còn hoạt động chứ phải, ví dụ nó đứng lại đâu, nó vẫn còn làm việc thì nó vẫn còn bệnh cơ đó, thì bác sĩ họ có cho những loại kem sức. Sức cho vui thôi, sức cho nó dịu cơn thôi nha. Chứ còn muốn hết thì phải uống từ ở trong ra, trị từ ở trong thì hy vọng có cơ hội. Sức ở ngoài, sức cho vui. Tôi đã từng làm ở trên bác sĩ Mỹ, tôi biết mà, hồi cách đây 30 năm trước. Cho kem sức, tôi sức hay quá, sức là combine 2, rồi combine 3 loại, combine tôi rum tala, rồi tôi bỏ, tôi cũng không sức nữa. Mà tôi nghiên cứu cái dược thảo, trong lúc tôi học đại học đông y, nghiên cứu dược thảo cho cá nhân tôi, và nó đã work, thật sự nó work, và tôi đã dùng cái đó để tôi làm một cái formula bây giờ là 54 liver detox, để giúp cho cái ngứa trong người tôi cảm thấy thoải mái, nhất là ngứa dùng kính quý vị nha. Ngứa cái dùng kính, cái dùng mà tiếng Mỹ gọi là hairy area đó. Đúng rồi. Đàn ông đàn bà đó. Vâng. Ngứa gãi chảy máu luôn. Wow. Gãi chảy nước luôn. Vì uống chanh 54 của chúng tôi, vì sẽ thấy nó hết ngứa, không gì sung sướng với bằng tự nhiên ngủ không còn thấy ngứa nữa. Liver detox số 54. Nếu vậy thì cái bà Thủy, bà nên dẫn bà má tới gặp bác sĩ. Khi mà bắt đầu bãi tỉnh rồi, là vì phải tới gặp bác sĩ mới có thể biết tại sao mà lại rời leo và nên uống thuốc gì. Chứ đừng bây giờ bà nói rằng bà người ta khuyên là uống cái lại gọi là gì đông trùng hạ thảo. Thế thì bà có nên cho uống không? Thôi cái đó thì tùy quý vị thôi, cái đó giúp nó khỏe tôi không sao cả. Nhưng mà tôi bán người nào tôi cảm thấy feel là good tôi mới bán. Tôi cảm thấy tôi không làm được gì tôi không bán. Nếu nhất đúng là tốn tiền ở bị tội nghiệp. Cái hai là lương tâm thầy thuốc tôi không cho phép tôi lấy tìm cách vô cớ như thế. Vâng. Người ta không hết bắt tôi uống này uống nọ để lấy tiền. Cái điều có điều thất đức tuôn lạc. Chính xác. Bây giờ xin mời bác sĩ gọi lời chào khán giả. Dạ xin chào tạm biệt quý vị. Chúc tất cả quý vị anh chị em đông đài cùng giáo sư thời gian còn lại bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Xin ơn trên phù hộ chúng ta. Trong suốt gần 20 năm, Deluxe Cargo đã trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy của cộng đồng người Việt tại Orange County. Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của bạn và cam kết mang đến dịch vụ chuyển hàng và chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi nhất. Với Deluxe Cargo, người thân của bạn tại Việt Nam sẽ nhận được tiền trong ngày. Ghé thăm Deluxe Cargo tại 9550 Bosa Avenue hoặc gọi ngay 831-666-9999. Để được tư vấn chi tiết, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Không chỉ chuyển tiền, Deluxe Cargo còn chuyên vận chuyển mỹ phẩm Hàn Quốc và sản phẩm hỗ trợ sức khỏe như các loại thực phẩm chức năng, sữa Ensure cho người tiểu đường, sữa Ensure cho người già, sữa Ensure cho người bị thận và sữa Ensure cho người bị ung thư. Chọn Deluxe Cargo, bạn đang chọn sự uy tín, chất lượng và dịch vụ tận tâm. Đã được cộng đồng người Việt tại Orange County tin dùng suốt gần 20 năm. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn. Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề SpaceX. Hôm thứ Hai vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã đến chủ tọa buổi phóng hỏa tiễn Starship số 9, số 6 của công ty SpaceX lên không gian. Đây là một chuyến bay thí nghiệm lần thứ 6 và thành công tuyệt vời. Tổng thống Donald Trump và đoàn tùy tùng gồm có thượng nghị sĩ Cruz, Elon Musk và các vị phụ tá
đã đến thành phố Boca Chica ở miền nam của Houston chứng kiến cái vụ phóng hỏa tiễn lần thứ 6, là một cái loại hỏa tiễn khổng lồ trong tương lai sẽ bắn lên hỏa tinh, sẽ phóng lên 100.000 người trên hỏa tinh. Và cuộc phóng đi trong vòng 2 tiếng thành công, Donald Trump đã ca tụng. Sau đó, SpaceX đã phóng hỏa tiễn cho Ấn Độ, bắn một vệ tinh lên không gian để mà theo dõi về thời tiết và khí hậu. Đây là một trong những công việc mà cho đến giờ này ở nước Mỹ chỉ có SpaceX được cả thế giới tin tưởng và thuê phóng vệ tinh. Trong khi các quốc gia khác giờ này vẫn còn lẹt đẹt, tàu cộng chưa bơi vào Mỹ đâu cả, và Nga thì lâu nay coi như cái chương trình đã giảm sút. Và thưa quý vị, câu chuyện của Elon Musk còn được cả các quốc gia thế giới đang học, là vì cái cách phóng đi vệ tinh và dùng lại cái tầng thứ nhất để chứa nhiên liệu để đẩy vệ tinh vào không gian, thu hồi được và tái sử dụng, có nhiều cái dùng đến 8-9 lần. Và đặc biệt là cái loại mà gọi là dàn phóng của SpaceX ở Boca Chica, khi mà hỏa tiễn đã dùng xong hết nhiên liệu ở tầng thứ nhất, trở về trái đất họ có thể thu vào trong một cái chạm phóng cùng chúc lúc mà đã phóng đi, làm cho thế giới rất kính phục và khâm phục cái đường lối vừa rẻ tiền, vừa tiết kiệm và là vừa văn minh. Cho đến bây giờ chưa có một quốc gia nào trên thế giới phóng vệ tinh đi rồi cái tầng thứ nhất chứa nhiên liệu được tái sử dụng và thu hồi như là SpaceX. Có thể thu hồi bằng trên biển, có thể thu hồi trên đất liền, và đặc biệt là thu hồi bằng một cái dàn phóng và có hai cái càng, nó giống như gọi là chopstick, giống như là đôi đũa để nó kẹp cái hỏa tiễn đó và thu hồi một cách rất an toàn. Cho nên giờ này SpaceX đứng đầu cả thế giới và trị giá đã lên tới hàng ngàn tỷ đô la là như vậy. Và Elon Musk, từ hôm Tổng thống Donald Trump thắng cho đến bây giờ, mùng 5 tháng 11 đến bây giờ, mới có 10 ngày, hơn 10 ngày mà đã lên đến 364 tỷ đô la là như thế. Rồi thưa quý vị, lại có một câu chuyện nữa, đó là một câu chuyện về dân số. Lâu nay Cộng sản họ dùng cái chính sách một con, tàu cộng áp dụng một con, cấm hai con, suốt từ thập niên 50 đến bây giờ, và trở thành một quốc gia bây giờ thiếu nhân công. Những quốc gia tiến bộ như là Nhật Bản, Nam Hàn, tàu cộng đều lâm vào tình trạng thiếu nhân công và cái lớp công dân già quá nhiều. Và bây giờ đến lượt Nga cũng đang lâm vào tình trạng đó. Người ta tính ra đến cuối năm 2025, nước Nga sẽ mất đi 500.000 người. Lý do là vì lớp trẻ tuổi nó không muốn sanh nở, còn cái lớp lớn thì lại chết quá nhiều. Nhất là trong cái cuộc chiến của Ukraine vừa rồi, Nga đã mất đến 600.000 quân. Bây giờ Putin ra một cái phong trào gọi là, thứ nhất, lập ra một cái bộ coi về vấn đề sanh nở, gọi là Department of Sex. Thứ hai, khuyến khích những tuổi trẻ lập gia đình, và vào những cái ngày cưới thì lại được chính phủ đưa vào những hotel để mà hưởng tuần trăng mật và chính phủ trả tiền. Trong khi đó thì các quốc gia như Nam Hàn cần người đến cái độ họ phải bỏ tiền ra. Mỗi một năm họ bỏ ra 270 tỷ đô la để khuyến khích tuổi trẻ sinh nở và lập gia đình. Nhật bỏ ra 74 tỷ đô la. Đài Loan bỏ ra 3 tỷ đô la để thêm dân, thêm công, thêm người lao động cho quốc gia, bù cho các quốc gia như Hoa Kỳ lại ham phá thai, ham giảm vấn đề dân số. Đó là một cái sự thiệt thòi, vì các quốc gia càng văn minh họ càng cần nhiều nhân công để mà giải quyết vấn đề kinh tế. Và từ cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng nước Nga bây giờ đang lo làm sao có thể gia tăng được dân số. Thêm vào đó nữa, Nam Hàn là một quốc gia theo đường lối
ăn chơi nhiều, tuổi trẻ, nó tội lỗi nhiều và nó còn cả phá thai. Vì thế mà dân bây giờ đang thiếu. Nhiều quốc gia ở Âu Châu, chẳng hạn như là bên Hà Lan bây giờ, bên Thụy Điển bây giờ, số nhiều, đa số là phái nữ, mà phái nam thì lại thiếu, không có cân bằng về vấn đề dân số. Vì vậy cho nên, trong cái cuối thế kỷ 21 này, rất nhiều quốc gia trên thế giới cần công nhân. Và từ đó, người ta mới cho cái vấn đề gọi là gì? Vấn đề khủng hoảng về nhân sự. Còn nói vấn đề cuộc chiến ở bên Ukraine, sau khi nước Hoa Kỳ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí cái loại tầm xa, thì nước Đức cũng ủng hộ, tuyên bố sẽ viện trợ 4.000 chiếc phi cơ không người lái mà cái loại tối tân có thể chở bom đến 20-30 kg. Đặc biệt, họ sẽ giải mìn bằng loại drone để mà cho cuộc rút quân của Nga, tiến quân của Nga cũng rất khó khăn là như thế. Và Tổng thống Zelensky tuyên bố với cái chính sách mà chúng tôi đang có ở bên Hoa Kỳ và Anh Quốc và Pháp giúp chúng tôi dùng cái sử dụng hỏa tiễn tầm xa, chúng tôi có thể kết thúc cuộc chiến trong vòng 1 năm nữa thôi. Tức là đến năm 2025, chúng ta chờ xem. Kính thưa quý vị, lại một lần nữa xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.